Hello cả nhà, Nam đang trên cây cầu Đề Ghi cả nhà, một cây cầu hướng từ khu vực là của Phú Mỹ nha. Phía trước mặt chúng ta là một cái biển rất là đẹp, một cái làng khu vực làng chài. Đó, Nam đang ở đây nè cả nhà ơi, chia sẻ cho cả nhà coi nha. Đây là khu vực làng chài này cả nhà. Trên bờ biển Hoài Nhơn nha cả nhà, một trong những cái khu vực mà bờ biển đẹp nhất mà Nam được thấy ở tại Quy Nhơn. Và chúng ta bây giờ chúng ta đang cách Quy Nhơn tầm khoảng 5-70 km nữa. Và hôm nay thì mình sẽ chiều hôm nay mình sẽ ghé qua cầu vượt biển, một cái cầu rất là nổi tiếng ở Thank you.
Đây gian hàng của em, mà gian hàng tên gì? Không có tên. Không có tên gì hả? Bắn na hả? Xà nướng mỡ hành đây, nghêu hấp xả đây, thèo nướng mỡ hành đây, tôm càng xanh nướng nè mọi người nha. Tôm mày tôm sông hay tôm nuôi? Tôm sông đúng không? Đây, ốc lên, ốc bươu, xào dừa đây mọi người ơi. Mọi người xin ủng hộ mọi người ơi. Rồi, ngon. Rồi mọi người đến biển Hoài Nhơn thì ghé qua gian hàng của em để ủng hộ nha. Điểm dừng chân hả? Rồi, cảm ơn em chia sẻ. Còn cái món gì trong cái nồi này đây? Đây, cá viên chiên, xúc xích chiên đây. Không, còn cái món gì trong cái nồi này? Đây là thịt nướng bánh tráng trứng đây. À, thịt nướng bánh trứng hả? Món lạ gì? Cái này là nhân nướng bánh tráng trứng. Nhân bánh tráng. À, bánh tráng này em cứng. À, của cái này đúng không? Dạ, đúng. À, nướng xong rồi em để cái đó lên, phết cái đó lên. Ok. Bán cho anh mấy cái trứng nướng đi em. Trứng à? 5 trứng. 6 trứng. Anh mua vô trong chỗ eo gió anh ăn nghe, trong đó tới 40.000 trứng rồi đúng không? Ừ, ở đây nó mua mấy trứng? Ừ. Đóng dưa lớn đây có nè. Lo có thì sợ anh lên anh qua cái bàn kia kìa. Dạ anh qua cái bàn kia kìa tập hình đi.